Thưa quý vị, sau 4 lần tăng liên tiếp thì mỗi lít xăng ngày mai 21 tháng 11 có thể giảm 300 đồng, còn dầu sẽ hạ khoảng 500 đồng nếu nhà điều hành không sử dụng quỹ bình ổn. Các doanh nghiệp phân phối xăng dầu cho rằng dù đã có những chính sách giảm thuế phí nhưng đến nay họ vẫn không có lãi. Nếu xăng dầu tiếp tục giảm giá, các đơn vị này sẽ rất khó khăn vì thua lỗ kéo dài. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17 tháng 11 của một thùng xăng RON 92 là 95,2 đô la Mỹ, RON 95 là 101,1 đô la Mỹ, giảm so với chu kỳ trước. Còn giá dầu cũng xuống dưới 127 đô la Mỹ một thùng. Nhận định của các doanh nghiệp đầu mối cho rằng ngày mai trong kỳ điều hành mới, giá xăng có thể giảm từ 100 đến 300 đồng, còn dầu hạ 400 cho đến 500 đồng. Nếu cơ quan quản lý sử dụng và trích quỹ bình ổn giá thì giá xăng và dầu sẽ giữ nguyên. Thưa quý vị, với mức lương còn thấp, thậm chí nhiều giáo viên hợp đồng hiện nay công việc và cuộc sống còn hết sức bấp bênh, khó khăn và thiếu thốn, buộc họ phải làm thêm nhiều nghề khác để tăng thêm thu nhập. Ngoài cải cách tiền lương, ngành giáo dục đang cần thêm những chính sách tốt để cải thiện đời sống của giáo viên, giúp thầy cô có thể yên tâm để cống hiến, ghi nhận tại tỉnh Nghệ An. Hàng ngày, ngoài những giờ lên lớp giảng dạy, cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên trường trung học cơ sở Chủ Sơn ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, lại tranh thủ lên mạng bán hàng online. Với mức lương hợp đồng mỗi tháng hơn 5 triệu đồng, rất khó để cô trang trải cho cuộc sống gia đình. Bán hàng online hay bán bảo hiểm cũng là nghề bất đắc dĩ đối với cô. Thì là phải làm thêm bởi vì đồng lương rất là thấp, nó không đảm bảo đời sống của gia đình. Nếu mà đồng lương nó cao, nó đảm bảo đời sống rồi, thì chắc chắn không ai muốn làm thêm. Nó thực sự là rửa, bởi vì là ngoài áp lực công việc của hàng ngày rồi thì mình phải đảm bảo sổ tiết tất cả mọi cái hoạt động trong trường. Nghệ An có khoảng 40.000 giáo viên, trong đó phần lớn giáo viên đang dạy học ở vùng sâu vùng xa và giáo viên hợp đồng. Áp lực và cường độ lao động rất lớn, trách nhiệm cao nhưng lương và phụ cấp lại rất thấp. Dù nhiều người cố gắng làm thêm để cải thiện đời sống, tuy nhiên khó khăn vẫn bủa vây. Với hơn 20 năm đi dạy khó khăn, nhưng mặc dù vậy nhưng là vẫn cố gắng là bám lớp, bám trường. Nhà cửa thì hiện tại là do con cái ăn học rồi là chồng ốm đau rồi sau đó mất. Cho nên là mẹ con đang phải thuế mượn để của họ để là ở tạm. Chế độ đãi ngộ giáo viên lại không có. Bây giờ một giáo viên thì làm việc đến 10 tiếng, 11 tiếng đến một ngày. Nhưng mà bây giờ cái chế độ đãi ngộ thì không có gì cả. Cái thứ ba nữa ấy, thì là nó làm ảnh hưởng đến cái tất cả các phong trào chúng. Mặc dù ngành giáo dục Nghệ An cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho giáo viên yên tâm bám nghề, tuy nhiên vẫn còn đó nhiều khó khăn và về lâu dài đang rất cần những chính sách cụ thể và thực tiễn hơn. Đang nên nghiên cứu khi mới cải cách chính sách tiền lương theo cái vị trí việc làm thì cũng tính đến các cái thu nhập cũng như là cái tái sản xuất và cũng như là cái sự đầu tư cho cái phát triển nghề nghiệp của giáo viên, giúp cho giáo viên là an tâm để tiếp tục cống hiến cho cái sự nghiệp trong người. Cần phải thẳng thắn nhìn nhận vào thực tế đời sống của giáo viên hiện nay để ngành giáo dục có những chính sách hợp lý, kể cả trong cải cách tiền lương lẫn công tác tổ chức. Mong mỏi nhất của thầy cô giáo là cuộc sống đảm bảo để họ yên tâm dạy học, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Thưa quý vị, vào tối qua, ngày 19 tháng 11, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức chương trình Người bạn đường gắn với lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại và chủ đề thực thi quy định pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đây là sự kiện thường niên nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khởi xướng. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thắng cho biết, dù cả hệ thống chính trị và nhân dân đã nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông, nhưng hàng năm nước ta vẫn có gần 7.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông, cùng với trên 11.000 người bị thương tật suốt đời. Chỉ riêng 10 tháng đầu năm nay đã có hơn 6.000 người tử vong do tai nạn giao thông. Phía sau những cái chết do tai nạn giao thông là hàng ngàn tổ ấm gia đình bị tổn thương, hàng nghìn bậc phụ lão mất đi nơi nương tựa cho những năm tháng cuối đời, hàng ngàn em nhỏ mất đi cha mẹ. Nhấn mạnh tinh thần tưởng nhớ người đi vì người ở lại, lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi các tổ chức, đoàn thể và mọi người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, cùng nhau tạo lập một môi trường giao thông thực sự an toàn, văn minh, thân thiện.
Thưa quý vị, mới đây thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đấu giá công khai quyền khai thác khoáng sản để sẵn sàng nguyên liệu phục vụ cho các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, đến nay, sau một năm thì hai mỏ khoáng sản được đấu giá vẫn không được triển khai. Hệ lụy là nhiều dự án trọng điểm của Đà Nẵng thiếu nguyên liệu, bị đội giá do phải mua nguyên liệu từ xa, kéo theo chậm tiến độ. Những hình ảnh tại phiên đấu giá hai điểm mỏ khai thác đất săn lấp của thành phố Đà Nẵng cách đây một năm. Hai đơn vị chúng đấu giá khi ấy là công ty cổ phần xây dựng Long Bình và công ty cổ phần đầu tư khu đô thị Nam Cường. Ngay sau khi kết thúc, đã xuất hiện thông tin hai đơn vị này sẽ không thực hiện mà chấp nhận mất số tiền đặt cọc khoảng 277 triệu đồng vì mức giá đấu trúng cao bất thường, gấp hơn 12 lần giá khởi điểm. Số tiền đặt trước để tham gia đấu giá của mỗi doanh nghiệp, của mỗi người tham gia đấu giá là 277 triệu 188 nghìn đồng. Sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước và các bước thủ tục tiếp theo thì thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện đấu giá lại quyền khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết lý do hai doanh nghiệp không thể triển khai là doanh nghiệp không tiến hành thỏa thuận bồi thường được với người dân. Đây là vấn đề cần lưu tâm khi tiến hành đấu giá các mỏ khoáng sản trong thời gian tới để tránh lặp lại. Người dân không thỏa thuận được với chủ mỏ thì đề xuất là các cái mỏ mà sắp tới đấu thì có thể là thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng trước khi đưa cái mỏ ra đấu giá. Suốt một năm qua, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn Đà Nẵng mòn mỏi chờ hai mỏ nguyên liệu này để có nguồn san lấp. Thế nhưng sự chậm trễ đã khiến các dự án phải mua nguyên liệu các địa phương lân cận, đội giá thành, chậm tiến độ. Đối với nguồn vật liệu đất thì trong thời gian qua thì ban cũng đã có báo cáo lãnh đạo thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng giao Sở Tài nguyên hiện nay đang rà soát lại các mỏ đất trên địa bàn thành phố để có hướng tháo gỡ. Đến nay, đã hết thời hạn thăm dò khai thác hai mỏ khoáng sản đấu giá, nghĩa là hai đơn vị chúng đấu giá hai mỏ khoáng sản này sẽ không thực hiện và nhà nước sẽ thu được tiền cọc. Tuy nhiên, hệ lụy đổi lại là suốt một năm qua, tình trạng thiếu vật liệu đã tác động tiêu cực đến tiến độ các dự án trọng điểm của Đà Nẵng. Thưa quý vị, xây dựng Tây Nguyên là vùng kinh tế phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc dân tộc. Đây là định hướng của Bộ Chính trị đề ra trong Nghị quyết số 23 ngày 6 tháng 10 năm 2022 về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Và để hiện thực hóa được mục tiêu này, sáng nay tại tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết này. Theo Nghị quyết 23, Bộ Chính trị đề ra, đến năm 2030, Tây Nguyên là vùng phát triển nhanh, bền vững, dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế, phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ. Trong đó phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 7-75%, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 130 triệu đồng, tương đương 5.000 đô la Mỹ. Tại hội nghị, các bộ và địa phương đều chỉ ra các hạn chế của vùng Tây Nguyên, dù là diện tích lớn thứ 3 trong 6 vùng kinh tế, chiếm 16,5% diện tích cả nước. Nhưng hệ thống giao thông kết nối vùng Tây Nguyên còn hạn chế với 19 km đường cao tốc và hơn 3.100 km đường quốc lộ. Nhiều tiềm năng du lịch sinh thái rất đặc sắc, nhưng việc khai thác vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững, thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước, sản xuất nông nghiệp, nhất là giống cây trồng còn hạn chế. Các doanh nghiệp đã từng đầu tư tại đây như tập đoàn TH cũng chia sẻ về những dự định mở rộng vùng sản xuất tại đây, trong đó đề nghị chính phủ cho phép các địa phương lập bản đồ đất đai Tây Nguyên để có được hiện trạng rừng. Với diện tích rừng bị chọc, bị xói mòn, cần có cơ chế của chính phủ để phủ xanh, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm cho Tây Nguyên xanh bằng việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng cây nông nghiệp và chế biến các sản phẩm hàng hóa như dược liệu, vùng nguyên liệu cho vùng đại chăn nuôi. Để nhanh chóng đưa nghị quyết của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống và trở thành tiền đề vững chắc cho định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của 5 tỉnh Tây Nguyên trong những năm tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh bên cạnh việc bám chặt chương trình hành động của Chính phủ, của các bộ ban ngành, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Nguyên cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như
từng địa phương phải đổi mới tư duy về liên kết vùng, nội vùng, phải lấy quy hoạch làm cơ sở, công cụ quản lý phát triển vùng Tây Nguyên. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước, kết hợp với huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư công trình giao thông trọng điểm có sức lan tỏa, tạo đột phá chiến lược trong phát triển vùng Tây Nguyên mà nghị quyết đã đề ra như cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Khánh Hòa – Buôn Mê Thuột. Thưa quý vị, vào sáng nay, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 25 năm 2022 cho 50 nhà giáo tiêu biểu. Các nhà giáo tiêu biểu đạt giải Võ Trường Toản năm nay là những người có nhiều đóng góp trong đổi mới phương pháp dạy học, được đồng nghiệp tín nhiệm, phụ huynh và học sinh tin yêu. Tại buổi lễ, 25 nhà giáo tiêu biểu qua 25 mùa trao giải thưởng Võ Trường Toản cũng đã được vinh danh và nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì những cống hiến cho ngành giáo dục và đào tạo. Với mục đích tôn vinh và tri ân các thầy cô của ngành giáo dục và đào tạo, giải thưởng mang tên Nhà giáo lỗi lạc đất Nam Võ Trường Toản như một dấu son lưu lại hàng năm đúng vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2011. Một phần tư thế kỷ đã trôi qua, giải thưởng đã tôn vinh 826 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu, đại diện cho hàng trăm ngàn tấm gương nhà giáo tận tâm, cống hiến hết mình cho sự nghiệp chồng người.